Quý vị, tối ngày 15 tháng 4 vừa qua, đoạn clip hai bà cháu kẹt thang máy được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng hoảng hốt khi xem những hình ảnh đó. Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo công an phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội đã có thông tin về clip này. Cụ thể mời quý vị và các bạn cùng theo dõi sau đây trong clip hai bà cháu chuẩn bị bước vào thang máy cháu gái bước vào trước thì bất ngờ cửa thang máy đóng lại còn người bà vẫn ở bên ngoài sự việc khiến bé gái vô cùng hoảng sợ và liên tục ấn nút giữ để cửa thang máy mở ra nhưng bất thành tiếp đó bé gái dùng tay và chân cố gắng cậy cửa thang máy nhưng vẫn không được ở phía ngoài người bà cũng cố luồn tay chân vào để giữ thang máy nhằm giải cứu cháu gái nhưng bất lực ở trong tình huống nguy hiểm dù sợ hãi nhưng bé gái vẫn cố gắng ấn chuông báo động cho ban quản lý tòa nhà nắm được người bà cố luồn tay chân vào để giữ thang máy. Đoạn clip được đăng tải thu hút sự quan tâm theo dõi của cư dân mạng. Dù chưa rõ nguyên nhân sự việc ra sao, nhưng khi xem clip ai cũng thấy hoảng sợ. Mọi người đều cầu mong hai bà cháu bình an. Tài khoản NA bình luận, với tình huống này, người lớn gặp phải còn kinh hãi, huồng chi là một người già và một trẻ nhỏ trước sự việc trên tối 15 tháng 4, lãnh đạo công an phường La Khê Hà Đông Hà Nội cho biết, hai bà cháu bị kẹt thang máy tại chung cư trên địa bàn xảy ra vào khoảng 20 giờ 45 phút tối 14 tháng 4. Theo lãnh đạo công an phường La Khê, sự cố xảy ra do lỗi kỹ thuật của thang máy. Ngay khi xảy ra sự cố kỹ thuật tòa nhà đã có mặt xử lý đưa cháu bé ra ngoài an toàn. Lãnh đạo công an phường La Khê thông tin, cháu bé chỉ hoàng sợ chứ không có vấn đề gì về sức khỏe. Sự việc đã được lập biên bản giữa các bên đoạn clip khiến người xem thót tim khi chứng kiến may mắn là không có thiệt hại gì về người đây là bài học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh khi đi thang máy với con nhỏ khi rơi vào trường hợp tương tự người lớn nên hết sức bình tĩnh gọi cho kỹ thuật tòa nhà để có thể nhanh chóng đưa con nhỏ ra khỏi đó một cách an toàn nhất đồng thời cũng nên cẩn thận theo sát trẻ em khi bước vào thang máy tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra